Nhiệt độ hiện tại là 84 độ rồi, 85 độ luôn rồi, 85 độ luôn rồi. Quá nóng rồi, quá nóng rồi các bạn ơi, 85 độ luôn rồi các bạn ơi, thật sự là quá nóng rồi, 87 độ luôn rồi các bạn ơi, 90 độ rồi. Thôi mình sẽ dừng test lại nha. Em hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái tản nhiệt John S-Bar, John S-Bar CR 1400 ha. Đây là John S-Bar CR 1400. Ok. Đây, đây chính là thông số kỹ thuật của em nó. Em nó có chiều ngang là 93 mm, chiều rộng là 78 mm và chiều cao là 126 mm, quạt là 9 cm với tốc độ vòng quay tối đa là 2300, sử dụng điện áp 12V, sử dụng 4 pin nha, 4 pin thích hợp với socket là LGA775 nè, LGA15S nè, LGA113 1366 nè và AMD nè. Đó, AMD rất là nhiều cái socket hỗ trợ, trong đó có AM4 là socket hiện tại đang phổ biến ha. Trọng lượng là 150g toàn hộp ha. Và sau đây mình sẽ mở hộp ra cho anh em xem nè. Ok. Thì chúng ta sẽ có nhiệt chính của chúng ta. Tản nhiệt dòng S-Bar CR 1400. Wow. Sáng bóng luôn nè. Sáng bóng luôn ha. Ê, rất là sáng luôn. Mình muốn mở đèn LED lên nhưng mình không biết mở sao. Ok. Mình thấy là nó sáng bóng luôn ha. Đó. Nè. Đó, bản đây là bản CR 1400 nha, nó không hề khác biệt gì với so với bản CR 1000. Nếu anh em nào có từng sử dụng bản CR 1000 á thì thấy nó sẽ không có khác biệt gì so với bản CR 1000, nó cũng y chang gì á, nhưng chỉ có điều là cái phần này nè nó nhỏ lại, cái phần ngang này nó cũng nhỏ lại và tổng cái chiều cao của nó cũng nhỏ lại luôn. Đó. Như vậy thì đó, cái cục tản này nó phù hợp với ngay, phù hợp với những anh em sử dụng những cái case nhỏ, những cái loại case truyền thống á, những cây hồi xưa á, nó có cái kích thước nó nhỏ thì anh em sử dụng cái loại này rất là ok ha. Nó sẽ không có bị cái tình trạng nào cứng cái đầu này ra ngoài cái nắp hông á, nó sẽ bị cứng cái đầu này ra nắp hông, do là nó lùn lại cho nên là cái nguy cơ nó cứng nắp hông rất là ít. Cái quạt này á thì là quạt 9 cm với tốc độ là 2300, so với cái quạt 12 cm thì nó nhỏ hơn nhưng mà tốc độ vòng quay nó cao hơn, cho nên là cái lưu lượng gió nó thổi qua đây nó cũng vẫn đủ đáp ứng ha, đủ đáp ứng cái nhu cầu tản nhiệt ha. Thì quạt này sử dụng là 4 pin và sử dụng 4 pin nha anh em, 4 pin tiêu chuẩn và một cái cọng dây dùng để select ha. Đây là led RGB ha, đây là led RGB ARGB, là led sử dụng 5V và đanh địa chỉ. Thì muốn sử dụng được cái led này thì chúng ta cần phải có cái bộ hub select đó để chúng ta mới có thể điều khiển cái led này nó sáng được ha. Đó, anh thấy không, ông đồng sáng bóng luôn ha. Rồi ok, chúng ta sẽ bỏ nhân vật này qua một bên, chúng ta sẽ xem phụ kiện của nó có gì ha. Đây là cái hộp phụ kiện của nó, dùng cái hộp này đi. Ok, thì đây là phụ kiện của nó, đây là cái gông bắt dưới, đây là cái gông bắt dưới ha. Gông bắt dưới này thì của Intel ha, của Intel không, Intel. Đó, nói chung là anh không biết có thấy không, nhưng mình nói chung nó là Intel gì đó, theo gì đó. Thì này nó có cách, có những cái nấc á, cái nấc nè 775 là 115S là 1366 này, nên chỉ cần kéo điều chỉnh nó theo cái mà cái men của mình đang xài cái dòng gì á. Ví dụ như mình đang xài là 1151 thì mình sẽ kéo nó sang cái nấc là 115S ha. Và sau đó chúng ta sẽ gắp bên dưới, gắp lên. Ok, đây là cái này bằng muỗng vậy anh em. Và đây là gông của nó. Đây là gông của nó. Chúng ta có gông này là gông của Intel nè. Đó, gông của Intel đó. Làm bằng inox nha anh em. Lò xo tăng lực kẹp ha. Sáng bóng luôn nha, rất là im. Ok, là bộ gông của nó. Đây là ốc bắt gông vào tản nhiệt. Đây là ốc bắt gông vào tản nhiệt luôn ha. Cũng bằng inox hay gì á. Mà ra thì bên trong nó còn có một cái túi keo. Túi keo này chắc là túi keo tản nhiệt zin của tản nhiệt á. Nó đương nhiên là chắc được cắn ga mà chạy mình cũng không quan tâm. Ok, thì còn đây là gông của AMD
hai cái gông bên theo nè, gông này cái gông bên theo nữa nè. Đây là cái gông của AMD. Ok, rồi mình chỉ có như vậy thôi. Còn cái phần mũ mà bắt vô trong cái main AMD thì mình lại không có thấy, chỉ thấy nó có cái gông bằng mũ của Intel ở bên dưới và bốn cái gông sắt. Mình không biết là cái con 1000 thì nó sao, thì mình cũng chưa từng xài con 1000 luôn, nhưng mà mình biết là nó chắc có lẽ là nó có cái gông khác hay sao á. Nếu mà có gì khác thì anh em có thể comment mình lên dưới ha. Ok anh em, sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em bắt cái gông vào trong cái cục tản ha, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành lắp vào cái CPU được ha. Thì ở đây mình xài Intel, thì mình sẽ dùng cái gông này để mình bắt vào đó. Anh em lưu ý là chúng ta sẽ bắt lật ngửa cái đầu ốc lên như thế này ha, bắt vào đây như vậy nha. Ok, sau đây mình sẽ tiến hành bắt cái gông này vào cho anh em xem. Ok, chúng ta sẽ sử dụng bốn con ốc bằng nải trong cái túi của nó tặng cho mình ha, để tiến hành bắt cái gông sắt vào ha. Anh em vặn vừa tay ha, không cần phải vặn vặn quá mạnh ha, tại vì nó là cái đế ở dưới này nè, cái đế ở dưới này nó bằng nhôm, cho nên chúng ta vặn mạnh quá có thể nó gây là nó tuột cái lỗ á, tuột cái lỗ gông á thì nó không có tốt ha. Cái case chúng ta nè, nó sẽ bắt vào cái case trong cái tư thế như vậy nè. Đấy, ngon chưa? Ok. Ok anh em, và sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp đặt cái cục tản nhiệt John S4 1000 này vào cái case ha. Thì mình cũng nói luôn là cái case của mình là một cái case dạng nhỏ nha. Cái cây kiểu mà cây hồi xưa á, cây như là cây chế, cho nên là nó không có đúng theo cái nguyên bản của nó. Mình đã nông nó ra để vừa cái main ATX á, cho nên là cái case này nó là cái case nhỏ, nông bự ra. Nên khi mà muốn lắp được cái tản nhiệt do S-Bo này á, thì buộc lòng phải tháo cái main lên, tháo main này, tháo hết tất cả toàn bộ mọi thứ ra thì mình mới có thể gắn vừa cái tản nhiệt vô ha, gắn được cái gông của tản nhiệt vô á. Thì sau đây mình sẽ tiến hành tháo ra hết để gắn cái cục tản nhiệt vô và test thử cho anh em xem ha. Cái này là mình làm cái hộp hướng gió, khi mà mình xài cái tản nhiệt cũ mình phải làm cái hộp hướng gió gì để nó hút cái hơi nóng ở dưới cái hút cái hơi nóng mà sau khi cái quạt CPU nó quạt ra ngay chỗ cái tản cho VRM nè. Đó, mình đưa nó xuống, mình chụp hút xuống đó thì nó mát hơn là so với cái hút mà không có cái hộp hướng gió gì đó. Cái này mình chế tạo này không có gì hết. Ok, bạn nào mà có cái case mà có thể mở ngăn thông á, cái case mà có thể mở ngăn thông thì không cần phải tháo thiết gì hết. Còn cái này, cái case này mình là cây chế, cây mình tự chế á, nó là từ cái cây nhỏ mà mình nông thành cái cây bự á, từ cái cây mà MATX mình nông thành ATX, cho nên là nó không thể tháo nắp thông được, buộc mình phải gỡ min. Và bây giờ là chúng ta sẽ chỉnh cái gông này thành cái mức là 115x nè, 115x hết ha. Ok, để chúng ta gắp vào vừa trong này. Bây giờ ta zin của chúng ta, zin ha, stop nha, rồi dục em nó qua một bên. Ok, đây mình sử dụng băng keo điện để mình dán cái gông ha. Keo điện đương nhiên không dẫn điện này, nên chúng ta cũng thoải mái thôi. Ok, mình sẽ lắp cái main lại. Ok, sau khi mình bắt cái main xong á thì mình sẽ sử dụng cái túi chơi tản nhiệt này nó tặng cho mình nè. Mình sẽ tra vào thêm một ít nữa nha. Trên con CPU của mình á thì nó vẫn còn một ít chơi tản nhiệt, nhưng mình vẫn muốn tra thêm cái này một chút xíu á thì nó đậm hơn chút. Ok, mình đã cho một ít bằng nhiệt của CPU. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt cái cục tản vào nè. Rồi ok, sau khi bóc ra chúng ta sẽ chọn hướng quay ha. Anh em có thể quay ngược, quay xuôi như thế nào đó tùy ý anh em.
miễn sao mà anh em cảm thấy nó ok với mình nhất là được. Mình thì mình thích quay như vậy, để mình bắt thử mình được không nha, không biết quay gì được không đâu. Đó, đưa quạt gió hướng lên nè, hút hơi nóng ở dưới đẩy lên trên cho cục nguồn, nhưng mà như vậy thì tội nghiệp cục nguồn quá, cục nguồn sẽ bị nóng đó. Hay là mình quay sang ngang gì ta, mình quay gì thì thổi hơi nóng ok không, cứ lắp theo đúng kiểu mà ai cũng lắp, lắp theo đúng kiểu ai cũng lắp, đó là quay qua cái quạt hướng gió ha, quay qua cái quạt hút của cái cây á. Ok rồi, lúc này lưu ý anh em là chúng ta sẽ siết đều ha, siết đều bốn góc ha, có nghĩa là chúng ta không siết tập trung vào nhìn quanh nào hết, mà chúng ta phải siết đều ha, siết mỗi cái một ít. Ok, và sau khi mà chúng ta siết xong á, chúng ta sẽ lắc nhẹ cái lắc lắc nhẹ nhẹ cục tải ra để kiểm tra lại cái coi là nó thật sự là bắn được tốt nha. Ok, như vậy là tốt rồi nha anh em, như vậy là tốt rồi nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ kết nối cái dây quạt của nó nè, nối dây quạt nó vào trong cái pin quạt CPU nha. Còn cái phần mà đèn, còn cái phần đèn để điều khiển cái đèn của con tản này á, thì mình xài cái bộ Arduino nè, Arduino Uno. Đây là cái bộ này mình tự chế tạo ha, mình kết nối vào để mình điều khiển đèn led ha. Thì cái chi tiết của cái bộ này điều khiển đèn led như thế nào thì mình sẽ thực hiện ở một cái clip sau nhé anh em. Ok anh em, và sau khi mình lắp ráp xong rồi, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem cái hoạt động ra sao ha. Do là cái led RGB này nhá, mình đang sử dụng cổng USB á, mà cái main này mỗi lần cắm cổng USB lên thì nó sẽ tự động có nguồn, cho nên là đèn nó sáng luôn. Đây, để mình quay thử cho anh em coi cái mặt trước của cái đèn nhá, nó tự động nó có đèn luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha, 2 3 chạy rồi đó. Ok anh em, và sau khi mình đã lắp cái thẳng nhiệt Joyless Board này vô thì sau đây mình sẽ cho anh em xem được cái nhiệt độ của nó thay đổi như thế nào ha. Hiện tại là máy tính đang chạy ở chế độ idle, ở chế độ chạy không á, không có sử dụng gì hết. Nhiệt độ CPU dao động từ khoảng 32, 34, 32, 34. Đó, nhiệt độ rất là thấp so với cái tản truyền thống là 40, 38, 40, 38. Này thì chỉ có 32, 34, 35, 32, 34, 35 thôi. Ok, sau đây mình sẽ test lại cái bài test bằng Ryzen 95 ha. Ryzen 95 là một trong những cái bài test rất là nặng. Rồi mình chọn những cái thông số y chang, những cái thông số mà của cái tản stock ha. Nhiệt độ môi trường hiện tại cũng y hệt luôn. Rồi, ok. So với cái tản nhiệt stock đó, thì sau chưa quá một phút, sau chưa quá một phút chạy thì nhiệt độ đã đạt tới ngưỡng 85, thậm chí lên tới 90 độ C luôn. Thì và cái power của CPU cũng không thể nào vượt quá được 40W. Mình nhớ không lầm lần nãy là không quá 40W thì phải 40 mấy W nè. Thì khi mà nó nhiệt độ tăng cao lên đó, thì công suất nó sẽ tự động nó giảm xuống để nó bảo vệ cái CPU á. Còn hiện tại là công suất tiêu thụ của CPU đã đạt tới mức 60W và nhiệt độ đang là 60-61 độ C. Tại đang là 61 độ C ha. Ok, mình sẽ để cho nó chạy test thử khoảng tầm hơn phút. Nói chung là mình sẽ cho nó chạy lâu hơn hơn cái thời gian của cái tản nhiệt stop, để xem coi có nhiệt độ nó tăng lên cao đến mức tối đa là khoảng bao nhiêu độ C anh em. 65W, nhiệt độ mắc là 70 độ C. Hay giả giảm hơn 20 độ. Tại vì 70 tới 90 là giảm tới gần 20 độ lận. Ok. Nãy giờ bài test này nó chạy hơn đâu chạy bao lâu rồi nhỉ? Nói chung là nãy giờ nó chạy rất là lâu rồi, khoảng 3 phút, 4 phút gì vậy.
và nhiệt độ vẫn mở giữ ở cái mức là dưới 70 độ C, nhiệt độ rất là lý tưởng luôn nha anh em. Ok, mình sẽ test kết thúc cái bài test ở đây, thì anh em đã thấy được cái hiệu quả của cái thẳng nhiệt Zone S4 CR14 này ha. Và cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái sim LED đó, làm cho cái LED hoạt động mà không cần phải sử dụng hub ha, không cần sử dụng những cái bộ hub, hoặc là sử dụng cho những anh em có cái main mà cho những anh em mà có cái main nó không có hỗ trợ cái chức năng LED ARGB á, thì mình sẽ chế tạo một cái bộ để điều khiển con LED này cho nó chuyển đổi màu theo ý mình ha. Ok rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, chào tạm biệt anh em.